Đây là thời điểm lực lượng chức năng bắt giữ nhóm người vận chuyển hơn 150 kg pháo hoa nhập lậu. Ngày 22 tháng 1 năm 2024, tổ công tác thuộc đội 3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phối hợp cùng Công an phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ tuần tra trên đường Mỹ Xuân, Ngãi Giao. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện ô tô 5 chỗ và một xe tải đang dừng cạnh nhau có biểu hiện nghi vấn nên đã kiểm tra. Phát hiện lực lượng làm nhiệm vụ, tài xế ô tô nhanh chóng bỏ chạy và bị tổ công tác truy đuổi. Trên quãng đường truy đuổi gần 1 km, lực lượng chức năng đã nổ nhiều phát súng trấn áp, khống chế nhóm thanh niên trên ô tô này. Cùng lúc này, ngoài đường Mỹ Xuân, Ngãi Giao, phát hiện lực lượng cảnh sát, người chạy xe tải cũng mở cửa xe bỏ chạy vào vườn bạch đàn của người dân để lẩn trốn. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đề nghị Công an xã Sông Xoài và Công an phường Hắc Dịch truy tìm tài xế xe tải nhưng không bắt giữ được. Những người còn lại trên ô tô bị bắt giữ khai nhận đã mua 100 hộp pháo hoa do nước ngoài sản xuất và thuê xe tải chở từ Bình Phước xuống thành phố Vũng Tàu bán cho một người đàn ông không rõ lai lịch. Khi đang chờ người này đến lấy hàng thì bị lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện bắt giữ. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ việc.